Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, Tôi và Đảng là dòng tiêu đề của dòng trạng thái gây phẫn nộ cộng đồng mạng những ngày qua. Tác giả của nó là Chu Ngọc Quang Vinh, nhà vô địch cuộc thi tháng 1 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. Tại sao bài đăng ở trạng thái hạn chế người xem và chỉ tồn tại 1 giờ đồng hồ của một nam sinh lại gây ra phản ứng dữ dội như vậy? Phải chăng vì nó đã động chạm tới lòng tự tôn dân tộc của triệu người dân Việt Nam? Trong lịch sử đất nước, cách đây gần một thế kỷ, có một chàng thanh niên khi mới trạc tuổi Vinh đã có cái nhìn về chủ đề Tôi và Đảng như một chuẩn mực cho bao thế hệ, đó là nhà thơ Tố Hữu với bài thơ Từ Ấy. Đồng thời cũng có nhiều nhân sĩ trí thức, những ông nghè Tây, không phải là đảng viên, trở về cống hiến cho Đảng, cho đất nước, trong bối cảnh đất nước vô cùng khó khăn. Có thể kể đến là giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, với những đóng góp được ví như bông hoa của chế độ. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung trên trong video này. Chu Ngọc Quang Vinh, mồ côi cha từ nhỏ, là một học sinh có nghị lực, vượt lên hoàn cảnh và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Chu Ngọc Quang Vinh đã từng đoạt giải nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2020-2021, giành vòng nguyệt quế trong phần thi chinh phục vũ môn ở trại hè Hùng Vương khối các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc diễn ra tại trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 8 vừa qua. Tại cuộc thi tháng 1 chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Chu Ngọc Quang Vinh đã dẫn đầu cả 4 phần thi và giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 250 và chính thức góp mặt ở vòng thi quý 1. Có thể nói, Vinh đúng là hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta. Nam sinh lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được kỳ vọng sẽ mang cầu truyền hình đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia về Yên Bái. Thế nhưng bất ngờ, khoảng 22 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2024, chỉ cách ngày Tết độc lập của dân tộc chừng 2 giờ đồng hồ, Chu Ngọc Quang Vinh đã up bài viết Tôi và Đảng lên trang Facebook cá nhân của mình và hạn chế chỉ cho 16 bạn xem. Trong đó có một học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Và việc Vinh ôn thi Đường lên đỉnh Olympia chỉ để sống ở nước ngoài với mưu cầu lợi ích cá nhân. Việc học lịch sử không phải theo ý muốn của bản thân. Đến lúc giấc mộng chấm dứt, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng nhìn lại, tôi kệ và chỉ tập trung vào tôi. Quá khủng khiếp, có lẽ là cảm nhận của những em học sinh đầu tiên được đọc những dòng trạng thái đó của Vinh. Bởi vậy, nó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Bản thân Vinh chắc cũng không ngờ nổi bài đăng của mình ở chế độ giới hạn 16 bạn xem, nhưng cuối cùng đã gây phẫn nộ cho xã hội một cách nhanh chóng. Chỉ một giờ sau khi đăng bài, Vinh đã gỡ nội dung đăng tải xuống. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 9, cậu đã viết bài xin lỗi và đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Đến 10 giờ ngày 2 tháng 9, Vinh khóa trang Facebook cá nhân. Dẫu vậy thì lời nói đọi máu, những gì đã viết, đã nói ra là không thể thu hồi. Vô ơn, hỗn xược là những gì cộng đồng mạng nói về dòng trạng thái tồn tại trong vòng 1 giờ trên trang Facebook cá nhân của Chu Ngọc Quang Vinh, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái. Nhiều người cho rằng Quang Vinh là người vô ơn với đất nước, mới có được tí chữ đã vội bỏ làng, dám chê bai nơi mình sinh ra. Ca sĩ Đen Vâu đã có dòng nội dung đẩy sâu sắc. Vài người thường ăn hải sản rồi lại chê bai mùi cá ao để phản đối nội dung lệch lạc của nam sinh quê Yên Bái. Anh viết, các cụ ta hồi trước đi Tây, đi Tàu, đi khắp nơi trên thế giới để học hỏi cái hay, cái đẹp, cái tốt lành, rồi mang về giúp nước, đánh đổ nô lệ và thực dân, mang lại độc lập và tự do cho dân tộc. Các cụ nhận được nhiều lời mời với mức lương trên trời, nhưng vẫn chấp nhận về giúp nước, không lời chê bai. Mình nhớ có ai đó từng bảo là đến đất nước của bạn mà bạn còn không tôn trọng, thì lấy lý do gì cho việc bạn sẽ tôn trọng đất nước của chúng tôi. Vào năm 1938, khi đang ở độ tuổi của Vinh bây giờ, chàng thanh niên Nguyễn Kim Thành, tức nhà thơ Tố Hữu, đã sáng tác bài thơ Từ Ấy. Đây là thời điểm nhà thơ Tố Hữu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Đông Dương, tranh đấu cho lý tưởng cách mạng. Từ Ấy trở thành một dấu mốc quan trọng có tính chất bước ngoặt trong con đường đời, đường thơ của thi sĩ. Cánh cửa Từ Ấy trở nên kỳ diệu, thiêng liêng bởi nó mở ra những điều mới mẻ, lạ lẫm, bất ngờ, chưa từng có trước đó. Nó trở thành thời điểm có ý nghĩa khai sinh, bước ngoặt. Từ Ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Và chắc chắn, Vinh đã được học, được nghe, được phân tích về bài thơ này. Bởi đó là bài thơ có trong chương trình giáo dục trung học cơ sở. Để thấy cha ông ta đã chiến đấu và hy sinh thế nào, vai trò của Đảng ra sao trong cuộc cách mạng trường chinh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước đổi mới. Thế nhưng đến khoảng cuối cấp 2,
lúc mà Vinh tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất bằng khả năng ngoại ngữ của mình. Không biết là cậu học sinh cấp 2 khi đó đã tiếp xúc với văn hóa phương Tây qua kênh nào khi mà không gian mạng đầy rẫy những thông tin xấu độc, và một cậu học sinh cuối cấp 2 đã làm sao đủ trí tuệ, trải nghiệm và bản lĩnh để phân biệt được tất cả những thứ đó là đúng sai, tốt xấu hay dở. Để rồi tư tưởng ấy ngấm dần vào cậu học trò theo năm tháng. Và bởi thế mà biết đâu, những chia sẻ của Vinh về suy nghĩ của mình ở thời điểm này lại là may mắn cho chính bản thân cậu, để gia đình, bạn bè, thầy cô và xã hội có thể giúp đỡ nam sinh này có những suy nghĩ đúng đắn và đặc biệt là những bài học về lòng biết ơn. Nếu như Vinh ngấm ngầm mang những suy nghĩ lệch lạc đó rồi du học bên trời Tây, thì suy nghĩ của Vinh, lý tưởng của Vinh, hành động của Vinh rồi sẽ như thế nào? Có trở thành người vô dụng vì thiếu đức hay không? Bài học xương máu đối với Vinh là trường hợp của Nguyễn Viết Dũng, hay còn gọi là Dũng Phi Hổ, cũng là một cựu thí sinh của đường lên đỉnh Olympia. Năm 2004, khán giả truyền hình cả nước từng biết đến một vận động viên leo núi xuất sắc của tỉnh Nghệ An trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Đó là Nguyễn Viết Dũng. Sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều làm nông dân, từ nhỏ Dũng đã hiểu hoàn cảnh gia đình và cố gắng để học giỏi toàn diện. Vào năm 2004, khi đang là học sinh lớp 12 tại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, Dũng xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi tháng, giải 3 cuộc thi quý. Kỳ thi đại học năm 2004, Dũng đậu Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An. Ngày ấy, Dũng không chỉ là niềm hy vọng của gia đình mà còn là niềm tự hào của họ hàng, làng xóm, quê hương. Thế nhưng, do không tu dưỡng rèn luyện, Dũng đã trượt dài trên con đường sa ngã, trở thành kẻ có tội với quốc gia, dân tộc, là nỗi tủi nhục cho gia đình, quê hương. Khi vào môi trường đại học, với thành tích leo núi của mình, Dũng nhận được sự chú ý của thầy cô, bạn bè. Nhưng cũng vì thế mà Dũng bắt đầu có thái độ kiêu căng, tự mãn. Từ sự hống hách lên mặt của Dũng, bạn bè dần rời xa. Cuộc sống của Dũng dường như bị cô lập. Và nhân cơ hội này, đám dân chủ trong nước đã nhanh chóng kết nối làm bạn với Dũng. Những lời tâng bốc lên mây xanh của những kẻ cơ hội đã khiến Dũng tưởng mình là thiên tài, học hành ở môi trường đại học này là không xứng đáng với tầm cỡ của mình. Chính những tư tưởng lệch lạc đó mà Dũng đã sa vào con đường chơi bời lêu lổng, bỏ bê học hành và nợ nhiều môn. Đến năm thứ hai, Dũng bị buộc thôi học. Chỉ chờ có thế, những kẻ cơ hội phản động lập tức dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt đối với Nguyễn Viết Dũng, còn gọi là Dũng Phi Hổ. Chúng khích bác với sự dở dang trên con đường học hành của Dũng, đồng thời vẽ ra một chân trời mới nếu theo chúng làm những việc phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Bị tẩy não, Dũng Phi Hổ đã có cách hành động điên rồ, như treo cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa lên nóc nhà mình, mặc áo quần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thậm chí, Dũng còn tự lập ra cách gọi là Đảng Cộng Hòa và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa do chính Dũng làm chủ tịch lâm thời. Từ sự không kiểm soát được hành vi và phát ngôn của mình, Dũng đã bị các đối tượng phản động triệt để lợi dụng vào mục đích chống phá. Với một người trẻ có chỉ số IQ cao và từng đạt những thành tích cao trong học tập, lẽ ra Dũng đã có thể trở thành người có ích, báo đáp công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và sự quan tâm dìu dắt của thầy cô, quê hương, xóm làng. Thế nhưng, Dũng ngày càng trượt dài trên con đường lầy lội của một kẻ ngông cuồng công khai chống lại đảng, nhà nước, công khai cổ suý và trực tiếp tham gia hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự quốc gia. Là người đã bị đuổi học, nhưng với sự hậu thuẫn bằng tiền bạc và những chiếc bánh vẽ về việc đứng đầu một đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, Dũng đã có mặt ở tất cả nơi xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị trên khắp đất nước. Nhiều lần, Dũng hăng hái đi đầu trong cuộc cách mạng cá ở Hà Tĩnh, đi đầu trong các cuộc tưởng niệm chiến sĩ đảo Gạc Ma, với bộ dạng hung hăng, bạm trợn. Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Dũng về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Viết Dũng đã tỏ ra ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau thời gian nghị án, áp dụng các quy định tại Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hình phạt bổ sung 5 năm quản chế tại địa phương ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cú trượt dài của Dũng Phi Hổ trên con đường tha hóa và hôm nay đi đến mức phản dân hại nước là bài học đắt giá cho những người trẻ mang thói kiêu ngạo, ngông cuồng, bị thế lực thù địch lôi vào các trò chơi chính trị mà không hay biết.
Trở lại với em Chu Ngọc Quang Vinh, theo thông tin từ tỉnh Yên Bái, bước đầu xác định việc làm của Vinh là hành động bộc phát cá nhân, không có mục đích chính trị nào khác. Trong bài đăng xin lỗi trên trang Facebook cá nhân, Vinh đã viết: "Mình chưa bao giờ có những suy nghĩ cực đoan hay chưa từng có ý định và cũng không bao giờ có ý định hợp tác hay liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài để làm hại lợi ích của dân tộc mình, vì mình là người Việt Nam, gia đình mình là người Việt Nam." Ở một góc độ nào đó, sự việc đáng tiếc này một phần do bản tính nông nổi bồng bột của tuổi trẻ. Quang Vinh còn trẻ, đang ở tuổi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời nên còn thiếu trải nghiệm thực tiễn và cả kiến thức toàn diện cũng như kỹ năng, kinh nghiệm phát ngôn, ứng xử trên mạng xã hội. Đây sẽ là một bài học đắt giá để em khắc phục, sửa sai, hoàn thiện bản thân, trở thành người có đức, có tài, có ích cho xã hội. Sự việc tuy đáng tiếc, nhưng cha ông ta có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại." Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa nếu mỗi bạn trẻ biết nhìn thẳng vào sự thật và ngã ở đâu, hãy đứng lên ở đó. Tương lai phía trước còn dài, đủ để Vinh có thể khẳng định về đạo đức và lòng yêu nước của mình bằng những việc làm cụ thể. Mong rằng cộng đồng mạng và báo chí truyền thông rộng lượng, vị tha chung tay cùng gia đình, nhà trường, các đoàn thể động viên giúp đỡ em Quang Vinh sửa sai tiến bộ. Đây cũng là bài học quý giá cho những người trẻ về lòng biết ơn, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc. Trong video này, chúng tôi xin được giới thiệu về một vị trí thức từ một ông nghè Tây đã rời bỏ cuộc sống đầy đủ dưới chế độ thực dân phong kiến để đi kháng chiến rồi trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục tại vị lâu nhất tính đến ngày nay, từ năm 1946 tới năm 1975. Ông đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà, được ví như bông hoa của chế độ. Ông cũng là vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục suốt 30 năm ngoài đảng, giáo sư Nguyễn Văn Huyên. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên sinh ngày 16 tháng 11 năm 1905 tại Lai Xá, làng Nhiếp Ảnh, đất Danh Nhân, thuộc xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là Hà Nội. Cha ông mất từ khi Nguyễn Văn Huyên mới 8 tuổi. Biết ơn mẹ và chị gái nuôi mình ăn học, Nguyễn Văn Huyên cố gắng học hành và thành đạt sự nghiệp từ rất sớm. Năm 18 tuổi, đã học xong ban tú tài toàn phần, rồi đậu cử nhân văn khoa ưu tú năm 1929 khi mới tròn 24 tuổi. Hai năm sau, năm 1931, ông đậu cử nhân luật tại trường đại học danh tiếng thế giới thời bấy giờ, trường đại học tổng hợp Sorbonne Pháp. Thời kỳ làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Pháp, để có kinh phí tự nuôi mình, ông dạy tiếng Việt tại trường ngôn ngữ Đông Phương. Năm 29 tuổi, 1934, Nguyễn Văn Huyên là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ văn khoa xuất sắc tại Đại học Sorbonne Paris Pháp. Thời đó, để bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải trình hai luận án chính, hát đối đáp nam nữ thanh niên ở An Nam, và chuyên đề phụ của luận án, nhập môn nghiên cứu nhà sàn ở Đông Nam Á. Sự kiện này làm cho vị chủ tịch hội đồng giám khảo, giáo sư Van Ries phải thốt lên: "Đây là sự kiện lớn lao, đáng ghi nhớ trong lịch sử trường đại học Sorbonne. Điều đó chứng tỏ rằng người Việt Nam là cực kỳ thông minh, có nền văn hóa thực sự." Hai bản luận án này được in ngay thành sách do nhà xuất bản Paul Guetner ở Paris xuất bản với sự đánh giá rất cao của các nhà chuyên môn Pháp, Đức, Hà Lan thời bấy giờ. Đầu tháng 11 năm 1946, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên nhận được tấm danh thiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đến phủ chủ tịch bàn công việc, và ông được đích thân cụ Hồ tiến cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, và giữ chức vụ này liên tục 28 năm, 350 ngày, cho đến khi ông qua đời ngày 19 tháng 10 năm 1975, hưởng thọ 70 tuổi. Đánh giá những đóng góp của ông cho nền giáo dục nước nhà, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dành những lời khen ngợi. Có thể nói ngay mấy việc lớn mà ông với cương vị là Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong suốt 30 năm đã làm được cho sự nghiệp giáo dục. Thứ nhất là chống nạn mù chữ mà ông là người lãnh đạo, một chiến sĩ xung kích. Thứ hai là lãnh đạo việc dùng tiếng Việt trong sự nghiệp giáo dục. Thứ ba là mặc dù kháng chiến nhưng vẫn xây dựng, giữ vững và phát triển hệ thống các trường học, nhất là trường đại học trên chiến khu. Thứ tư là động viên các em học sinh đi học trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Hoàn thành các công việc này trong những hoàn cảnh khó khăn, lạ lùng của cuộc kháng chiến, chứng tỏ ông là người có một ý thức trách nhiệm, lương tâm nhà nghề cực kỳ đẹp đẽ. Tôn chỉ, tâm huyết dành cho sự nghiệp giáo dục của ông thể hiện rõ trong bài diễn văn nổi tiếng tại lễ khai giảng năm học đầu tiên của Đại học Quốc gia Việt Nam ngày 15 tháng 11 năm 1946. Dân tộc Việt Nam, ngoài công cuộc đấu tranh bằng xương máu trên chiến địa, còn nỗ lực tham gia vào công cuộc tiến triển văn hóa nhân loại. Chúng tôi muốn nền đại học mới này là một lực lượng mạnh trong những lực lượng chiến đấu của dân tộc Việt Nam. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Bộ Giáo dục tản cư về chiến khu Việt Bắc,
Nhiệm vụ hàng đầu của ngành lúc này là xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa cho nhân dân. Dù thiếu thốn trăm bề, nhưng các ngành bình dân học vụ, giáo dục phổ thông ở vùng tự do vẫn phát triển mạnh. Sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, chương trình học của các cấp dần được biên soạn và hoàn chỉnh. Nhờ sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn ngành, từ chỗ cuối năm 1946 có đến 95% người dân mù chữ, mà đến năm 1948 trên 90% dân số Việt Nam biết chữ. Tại miền Nam, chỉ trong 6 tháng, công cuộc bình dân học vụ ở đây đã thu được thắng lợi lớn. Hơn 2.300 đoàn viên tổ chức dạy 1.935 lớp học, thanh toán xong nạn mù chữ ở 231 thôn trong 17 tỉnh Nam Bộ. Đến năm 1956, bình dân học vụ Nam Bộ đã dạy hơn 2 triệu đồng bào biết đọc, biết viết. Trong ký ức nhiều thế hệ thầy trò thuở ấy, nhắc đến Bộ trưởng Giáo dục là nhớ hình ảnh ông cùng người bảo vệ đạp xe từ chiến khu đi khắp các trường ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng vào tận Liên khu 4. Ông Phạm Trịnh Cán, Chánh văn phòng Bộ khi ấy từng kể rằng Bộ trưởng Huyên rất hay la cà với giáo viên dự hội nghị để nghe ngóng ý kiến. Khi đi công tác, ông không bao giờ báo trước với địa phương mà đạp xe thẳng đến trường rồi dành chọn một ngày để nghe báo cáo và thảo luận chứ không thăm hỏi qua loa. Năm 1954, miền Bắc giải phóng, Bộ Giáo dục từ chiến khu trở về Hà Nội tiếp quản các cơ sở giáo dục. Ông ký quyết định mở hàng loạt trường sư phạm từ sơ cấp, trung cấp đến đại học, mở đầu công cuộc kiến thiết nền giáo dục đại học của quốc gia. Tính đến năm 1965, cả nước có 17 trường đại học, hơn 2.700 cán bộ giảng dạy và gần 30.000 sinh viên với tổng số 97 ngành học. Sau ngày hòa bình lập lại, Bộ trưởng Huyên nhận thấy tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của bộ môn ngoại ngữ. Bộ Giáo dục đã đề nghị Hội đồng Chính phủ khẳng định vị trí của môn ngoại ngữ trong chương trình học phổ thông và quyết định dạy 4 thứ tiếng Nga, Hoa, Anh, Pháp. Nguyện vọng của Bộ trưởng Huyên là việc dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông phải giúp cho học sinh sau khi học liên tục 6 năm về một ngoại ngữ có thể đọc được những sách thông thường, những truyện ngắn cho thiếu niên. Số từ tối thiểu trong số từ cơ bản nhất của ngoại ngữ là khoảng 3.000. Bông hoa của chế độ là từ ngữ quen thuộc để nói về thành quả nền giáo dục mà cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên cùng đồng nghiệp đã dày công xây dựng trong suốt gần 30 năm. Cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vào ngày 19 tháng 10 năm 1975, trong cuộc phẫu thuật ở Đức, ông vẫn đang giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nhân vật thứ hai mà chúng tôi muốn kể tới trong video này là một vị giáo sư đã từ bỏ mức lương 22 lạng vàng, theo Bác trở về Tổ quốc làm việc đại nghĩa, đó là giáo sư Trần Đại Nghĩa, người đã có những phát minh làm thay đổi cục diện tương quan giữa Việt Nam và Pháp, rồi sau này là Mỹ, góp công vào chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, giải phóng dân tộc. Trần Đại Nghĩa sinh năm 1913, mất năm 1997. Tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ở Chánh Hiệp, Tam Bình, Vĩnh Long. Cha ông là Phạm Văn Mùi, làm nghề dạy học. Mẹ ông là bà Lý Thị Diệu. Ông mổ cô cha lúc 6 tuổi. Năm 1930, ông thi đỗ vào đệ nhất cấp Petrus ký tại Sài Gòn. Năm 1933, ông đỗ thủ khoa tú tài bản xứ lẫn tú tài Tây. Nhờ sự giúp đỡ của nhà báo Vương Quang Ngưu, ông được trường Charles-Lope Laubard cấp cho một năm học bổng sang Pháp theo học một lớp dự bị để thi vào đại học. Năm 1936, ông trở thành sinh viên Đại học Quốc gia Paris và bước đầu mở được cánh cửa vào con đường nghiên cứu. Sau khi có tấm bằng kỹ sư, ông làm việc ở Pháp. Năm 1942, ông sang Đức làm trong xưởng chế tạo máy bay. Ngày 22 tháng 6 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp. Hay tin, ông đã đến sân bay Le Bourget để chào đón người. Được bác sĩ Hoàng Xuân Mãn, em ruột giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Chủ tịch Hội Việt Kiều ở Pháp giới thiệu, ông được tiếp kiến Bác. Sau đó, nhiều lần ông được tháp tùng Bác đi thăm nói chuyện với Việt Kiều. Những ngày ở gần Bác, ông cảm phục và quý mến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trí tuệ và sự uyên thâm của Bác đã cho ông một niềm tin để đi theo người thực hiện hoài bão lớn ấp ủ bấy lâu. Có lần Bác hỏi nguyện vọng của chú lúc này là gì, ông đã trả lời rất nhanh: dạ thưa, nguyện vọng cao nhất của cháu là được trở về Tổ quốc cống hiến hết năng lực và tinh thần. Hội nghị Fontainebleau không thành sau khi ký bản tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946 với Pháp. Bác đã cho gọi Phạm Quang Lễ: Bác sắp về nước, chú chuẩn bị để vài ngày nữa chúng ta lên đường về nước, chú sẵn sàng chưa? Ông sung sướng trả lời: thưa Bác, cháu sẵn sàng. Ngày 19 tháng 9 năm 1946, ông về nước cùng Bác trên chiến hạm Domun Uriver từ cảng Tholun và mang theo một tấn tài liệu được đóng hòm dán nhãn ngoại giao. Trong hồi ký trở về Tổ quốc kính yêu, tác giả Thành Đức dẫn lại trong sách
ông đã chia sẻ những gửi gắm của mình với bạn bè ở Paris. Trước khi theo bác trở về Tổ quốc, ông được hưởng mức lương kỹ sư trưởng là 5.500 franc trên tháng, tương đương với 22 lạng vàng. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, còn nhiều lắm những con người vô cùng tài năng, tự nguyện, tự giác đem sức lực, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho lợi ích chung, cho đất nước. Từ một tình yêu mà con người muốn dâng hiến theo sự mách bảo của trái tim. Và họ chưa bao giờ coi đó là sự hy sinh, mà xem đó như là việc phải làm, là nghĩa vụ và nhu cầu để được hành động, san sẻ. Những tấm gương bằng xương, bằng thịt, bằng những câu chuyện lịch sử chân thực cho lớp trẻ thần tượng và soi mình. Để kết thúc video này, xin được mượn câu nói của một triết gia: con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.